shit regardless. Vèo một cái là chúng ta đã tới bài 6 rồi. Và bài học ngày hôm nay là đồ uống có bắt nguồn từ Sài Gòn, đó chính là bạc xỉu. Và bài 6 khóa cà phê bạc xỉu nóng. Và đây là Pha Chế Online. Bạn sẽ được học những công thức cốt thấp, lãi cao tại đây. Đồ uống nóng luôn để trong cốc có chất liệu bằng sứ. Và bạc xỉu nóng để trong cốc sứ bé 150. Bước 1, rót nguyên liệu 40ml nước sôi. Sữa tươi 30ml sữa đặc. Rót vào xo. Xong. Bước 2, đun nóng, bật bếp ở mốc 600 đến khi sủi tan. Ok, tắt bếp. Rót ra cốc. Thả một viên đá vào xo. Xong bước 2. Trong pha chế nên sử dụng bếp từ và sau khi đun xong nhớ thả một viên đá vào để tránh mặt xoong bị cháy. Bước 3, trang trí và phục vụ. Rót 30ml cà phê vào chai nhựa. Lắc chai trong 30 giây. Rót bọt cà phê vào cốc. Phục vụ kèm với đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Công thức rút gọn bạc xỉu nóng. Bạc xỉu là đồ uống dành cho học sinh, sinh viên, nói chung là những người trẻ tuổi từ 20 cho đến 30. Thời gian họ thường xuyên đi uống đó là chiều 1 giờ đến 4 giờ và tối 7 rưỡi đến 9 giờ. Bạn hãy đoán xem chúng ta thu về bao nhiêu lãi từ một cốc bạc xỉu, hãy tính đi nhé. Bước làm rút gọn bạc xỉu nóng. Bước 1, rót nguyên liệu. Rót 40ml nước sôi, 30ml sữa tươi, 30ml sữa đặc vào xo. Bước 2, đun nóng. Bật bếp ở mốc 600 đến khi sủi tan.
tắt bếp, rót ra cốc, thả một viên đá vào xong. Bước 3, trang trí và phục vụ. Rót 30ml cà phê vào chai nhựa, lắc chai trong 30 giây. Rót bọt cà phê ra cốc, phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Chúc mừng bạn đã biết cách làm bạc xỉu nóng và những thông tin đi kèm với đó nữa. Nếu tôi có thể giải quyết vướng mắc, hãy liên hệ với tôi ngay bằng cách bình luận xuống phía dưới. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.